Mình xin chào ông bà cô chú nha. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Nông Dân Vlog của mình nha. Hôm qua thì bà xã của mình có mua được miếng vịt đó cả nhà, miếng thịt vịt. Thì hôm nay mình cũng có mua được mấy củ phê mô. Bữa nay mình sẽ làm cái món vịt nóng chao qua cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ gọt phai. Gọt phai xong rồi cái mình đi bẻ trái dừa tươi với hái ít dầu đắng ha. Thì mình cũng đã gọt xong rồi cả nhà. Mình đem đi rửa cái mình đi bẻ cái dừa ha. Cái dừa tươi để mình nấu. Xong cái mình ghé qua cái đám rau đắng á. Cắt thử ít rau đắng luôn. Bây giờ mình đi cắt rau đắng cả nhà. Ở đây cũng có đám rau đắng nhiều quá nè, nhưng mà rau đắng này là rau đắng biển cả nhà, nó đắng lắm. Mình với lại nó cũng cần cỏi già hết trơn. Mình đi qua bên cái đám bên đây ha. Đám bên đây thì mình với ba có trồng một ít rau đắng Đà Lạt đó cả nhà. Ăn thì nó cũng rất là ngon, nó giòn ngọt nhưng mà nó không có đắng nha. Đây, đây là cái rau đắng Đà Lạt này cả nhà, cái lá nó tròn quay à. Bây giờ mình để cái máy ở đây cái mình đi cắt ha. Đây có mấy đám ngon quá nè cả nhà. Cái cây dừa này hồi nãy mình mới bẻ đó cả nhà. Rau đắng này mình nướng lẩu ăn ngon lắm, nấu chao rồi ha. Nhiều đây cũng đủ ăn này cả nhà. Thì mình cũng còn ít rau muống nữa. Bà xã mình cứ mua thêm bó rau muống. Với mình trộn thêm ít rau đắng đủ ăn ha. Vô mình rửa. Đây là những nguyên liệu hôm nay của mình nè cả nhà.
Ở đây có thịt vịt, trao trao cục mình chắc nước ra cả nhà, xả, tỏi bầm với phê môn. Ở đây cũng có hai trái dừa. Bữa nay mình sẽ làm cái món vịt nấu nấu trao cả nhà. Mình bắt nồi lên đây, mình sấy mỡ tỏi với cả nhà. Bỏ tỏi vô sấy cả nhà. Bây giờ thịt đã săn rồi cả nhà, mình sẽ đổ nước dừa vô ha. Mình sẽ cho nước dừa vào cả nhà. Cho hai trái luôn. Nước sôi dữ rồi cả nhà. Mình sẽ hấp bọt cái mình bỏ thay vào ha. Giờ mình cho phê môn vào luôn. Được bự cả nhà. Mình sẽ để nắp lại đó. Mình cho gốc xả vào rồi cả nhà.
nước dừa với nước chao thôi, còn chao chao cục để mình đánh nó nhuyễn ra đó. Chút nữa mình mới bỏ ra cả nhà, cho khoai nó mềm mềm chút cái mình bỏ chao đánh vô. Nước thì cũng đã sôi dữ rồi cả nhà, mình sẽ bỏ chao đánh vô ha. Quá nhiều kẹo luôn rồi nha. Đẹp luôn cả nhà. Vừa ăn rồi cả nhà. Bây giờ mình bỏ củ hành vô cả nhà, thì cái nồi đã chín rồi ha. Bỏ củ hành vô. Gia đình của mình xin mời cả nhà dùng cơm chiều nha. Mời cả nhà dùng cơm chiều với gia đình mình nha. Bữa nay gia đình mình ăn vịt nóng chao rồi cả nhà. Thôi bây giờ nước sôi rồi mình nhúng rau đi em ơi. Rau muống hơi lâu chín mình bỏ xuống. Em muốn nấu chao, trộn rau muống. Ơi. Cái gì đây mẹ chỗ em chưa ăn không ăn không à. Ừ thì mẹ. Rồi hồi mẹ đem vô. Miếng giá nữa ha. Con giáp nóng không? Ôi con thử rồi còn nóng không nha. Thế hả? Mẹ có đũa nữa nè con. Cái môn này ra kẹo quá nè.
có tới 2 hũ chao. Nhìn chi nghe mùi chao nè, đậm đặc á. Ăn bún hay gì? Ăn bún chao. Dịch bắp chao này mình ăn bún rất là ngon à. Này, chị nóng không? Đâu mày gọi tao nóng. Tao nóng. Quá. Dạ quá. Quên cách ha. Còn ấm ấm rồi con. Quý à, ăn bún không con? Biết làm gì không anh? Thịt á, gấp á, bỏ vô cái bịch oxy. Dạ. Ăn được rồi đó con. Lâu rồi cũng không có ăn lại cái món vịt nấu chao với bún. Mình muốn ra không hồi cái nó ra lỏng lỏng nước á. Bà ngoại với ông ngoại của quý ăn cơm sớm á, mày phải ăn trễ trễ chút mình rủ ăn chung cho nó vui. Nãy á em dạ, để chút ăn vô cho ba má ăn trước rồi. Nãy người già ăn cơm sớm á, đâu ăn trễ mà. Rồi, rồi. Để chút ăn nha, uống nước cho. Ừ. Con muốn ăn bún không ra mà đút nè. Rau chín rồi đó anh. Ăn miếng rau đắng này. Rau đắng này cũng chao cũng ngon. Có giá là không phải đó. Rau đắng này không có đắng, rau đắng kêu bằng rau đắng Đà Lạt. Ăn cái này ngon. Qua cái này sao em chấm được ta? Thôi em không chấm đâu, em ăn gì được ạ. Cũng là vừa ăn lại ngon. Cuối có thịt, lấy thịt cho. Ừ, thôi cho. Mỗi lần có lấy thịt cho con, nó bỏ vô bịch oxy nữa. Cấp này nó học nhiều quá, nó căng thẳng. Nó hay quạo quạo. Nó hay quạo. Biết bài mệt. Biết bài có ngại. Rồi ăn cũng ngon nha. Nấu bằng nước dừa có khác không? Ngọt. Nấu nước dừa mà hai cái luôn. Vịt này nó cũng dài, vịt mà anh nấu mềm luôn. Con ăn dừa. Nó ăn được chưa con? Xé thịt cho con hả? Rồi, mà xé nha. Được bao nhiêu hết? Nhớ chọn mấy nha. Chọn mấy nha.
ăn cho tráng bún nè. Thương thôi, nãy giờ ăn rau không à. Ngon quá. Lâu lâu được cái món lẩu như gì nè, lẩu treo. Mình thích ăn rau, phải có mấy món lẩu nhiều mình ăn rau mới được nhiều. Nghe món rau yêu thích như cái nè. Còn nó lẩu treo nó nhúng ra mùng tơi nó mới ngon, mà nó nhớt quá em không thích ăn. Mùng tơi anh không thích ăn, nhớt không? Mình bỏ giá, giá vô, bỏ giá với rau đắng vô cho nó có hơi ra nước. Giá ít thôi nè, rau đắng giá em không thích ăn mà. Tại vì mình nấu treo mà mình nhúng rau đắng nó ngon. Này nó chín lên nè. Vịt này mình xá là có cầm rũa. Đúng rồi. Dài quá dài. Mà cái da nó còn dài ha. Ừ. Ơi. Gì con? Tối luôn rồi chiều vậy nó con. Chê đôi đũa đó, đôi đũa có thành dính. Nè, rửa cho con hả? Chuyện nó ăn xuống ngộ quá. Đúng không? Con xoay cho nó đều vậy. Kỹ phải dính miếng dao không được. Bữa nay gia đình mình ăn cái món lẩu chao ngon quá cả nhà. Thì giờ này cũng đã tối rồi cả nhà. Video của vợ chồng mình xin tạm dừng tại đây nha cả nhà. Cả nhà xem video hãy ủng hộ cho vợ chồng mình một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ nha. Vợ chồng mình cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Vợ chồng mình hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha. Bye bye.